Thì đôi khi ấy có những bạn là ví dụ như là các bạn đang ngồi ở đây thì các bạn là để đàn nó ngang ra như thế này, thì đôi khi chúng ta bóp cổ đàn này cũng không sao cả, được chưa? Cũng không sao cả, bởi vì chúng ta đang chỉ đơn giản là chúng ta chơi ở ba cung đầu này thôi, và chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta làm như thế đấy thì nó coi như là một cái nắm tay thật chặt, đúng không? Để chúng ta bóp cái này bóp cái này. Nhưng khi chơi những hợp âm khó hơn đấy, mà chúng ta cần tương tác như hợp âm pha trưởng mà chúng ta chặn cả cái dãy này này, thì với một cái cách như thế này thì các bạn hoàn toàn các bạn không chặn được cả 6 giây. Các bạn hoàn toàn các bạn không chặn được cả 6 giây. Nên đấy, chúng ta lại phải làm điều gì? Hãy đi cái ngón cái này xuống để chúng ta có thể chặn được. Và khi chơi chúng ta có thể kết hợp, chúng ta vừa bóp cổ đàn cũng được. Và khi đến những hợp âm khó, những hợp âm pha trưởng ấy, thì chúng ta phải có cái phương án để chúng ta đi xuống đây, được chưa? Nhá.